mình không bao giờ muốn mọi người thấy mình áp lực trong công việc nuôi con. Người ta đang nghĩ về mình lúc này, mình đừng có giải thích, mà mình phải chứng minh. Nhìn thấy con mình khôn lớn và lanh lợi, đó là những cái động lực lớn nhất của người mẹ. Và không phải chỉ riêng Ma, mà tất cả người mẹ nào trên thế giới này. Mình tin là mình làm đúng khi mình lựa chọn Alpha. Bởi vì cái nguồn dinh dưỡng từ Alpha đã giúp cho con mình khôn lớn và yêu thương mẹ nhiều nhất.